Việc đầu tư nghiên cứu năng lượng biển đại dương trên thế giới đã có nhiều thay đổi từ năm 2001 khi Ủy ban Năng lượng Quốc tế IEA đã triển khai nhóm năng lượng đại dương nhằm hỗ trợ, chuyển giao, thúc đẩy hợp tác quốc tế về các dự án điện biển. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu năng lượng, cũng như ưu tiên các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, điện gió ngoài khơi đã được phát triển mạnh. Các vùng biển có độ sâu lên đến vài trăm mét cũng được khai thác sử dụng. Việt Nam có vùng biển rộng khoảng 1 triệu km vuông, gấp 3 lần diện tích đất liền. Điều này tạo ra những lợi thế trong khai thác năng lượng xanh từ biển của Việt Nam. Năng lượng gió ngoài khơi là nguồn năng lượng tái tạo có triển vọng phát triển, có thể lắp đặt các trang trại gió ngoài khơi trên vùng biển rộng lớn. Ưu điểm của nguồn năng lượng này là khả năng tạo ra điện cao vì tốc độ gió trên đại dương thường ổn định và mạnh hơn so với trên đất liền. Một ưu điểm nữa là để triển khai trang trại điện gió sẽ ít hoặc không ảnh hưởng đến xung đột dân cư. Theo dự tính, đến năm 2030, điện gió ngoài khơi sẽ liên tục phát triển mạnh và có thể đạt 100 gigawatt. Chúng ta có thể thấy, điện gió đang là lĩnh vực đang phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó sẽ có không ít cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này. Tài nguyên năng lượng gió biển kỹ thuật có thể sản xuất hàng năm 420.000 TWh, gấp 18 lần nhu cầu hiện tại của toàn thế giới. Hiện nay, theo Tổ chức Năng lượng Quốc tế IEA, điện từ năng lượng gió biển khơi Offshore Wind Energy chiếm 0,3% điện toàn cầu và đã có xu thế phát triển mạnh 10 năm gần đây, cùng với công nghệ công suất tua bin lớn hơn, giá thành rẻ hơn, điện xanh không gây ô nhiễm không khí và không phát thải carbon. Thị trường điện gió biển gia tăng liên tục hàng năm 30% từ năm 2010 đến năm 2018. Hiện nay có hơn 150 trang trại gió biển lớn đã hoạt động và đặc biệt tăng mạnh trong năm 2018 tại Anh, Đức, Đan Mạch, Mỹ, Trung Quốc. Hiện nay châu Âu đã lắp đặt được hơn 20 gigawatt điện gió biển và đã có chính sách hỗ trợ gia tăng gấp 4 lần đến năm 2030 lên 80 gigawatt. Trong lĩnh vực năng lượng gió, hiện nay chúng tôi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu nói chung và Đan Mạch nói riêng, gây ra do việc Nga xâm lược Ukraine và giảm xuất khẩu khí đốt từ Nga sang châu Âu. Chúng tôi coi đây là cơ hội để nâng cao tham vọng năng lượng của mình. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu mới cho năng lượng tái tạo, năng lượng gió ở biển Bắc và biển Baltic. Thủ tướng Đan Mạch đã thuyết phục được lãnh đạo chính phủ các nước Đức, Hà Lan, Bỉ, Phần Lan, Thụy Điển và các nước Baltic thống nhất mục tiêu phát triển 65 gigawatt điện gió tại biển Bắc và 20 gigawatt tại biển Baltic vào năm 2030. Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá về năng lượng cho châu Á và Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có tiềm năng gió lớn nhất khu vực Đông Nam Á với tổng tiềm năng điện gió ước đạt 513.360 MW, lớn gấp 200 lần công suất của nhà máy thủy điện Sơn La và hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện Việt Nam năm 2020. Theo tính toán, đánh giá tiềm năng kỹ thuật dựa trên công nghệ tua bin trụ cố định và trụ nổi hiện có của Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì vùng biển Việt Nam có tiềm năng tổng là gần 950 GW, trong đó vùng biển có độ sâu 0 đến 30 mét có công suất khoảng 200 GW, vùng biển có độ sâu 30 đến 60 mét có tiềm năng 280 GW, vùng biển có độ sâu 60 đến 1.000 mét có tiềm năng 470 GW. Nếu được khai thác lắp đặt đầy đủ thì công suất hàng năm có thể thu được 4.160 TWh một năm, gấp 20 lần nhu cầu điện sử dụng hiện nay của Việt Nam, khoảng 200 TWh một năm. Với tiềm năng kỹ thuật hiện nay, Việt Nam thuộc nhóm 15 quốc gia có tiềm năng kỹ thuật năng lượng gió biển tốt nhất thế giới. Năm 2022, Việt Nam đã thu hút một số dự án điện gió lớn, điển hình như vào tháng 9 năm 2022, liên danh tập đoàn Vina Capital và công ty EDF, một thành viên của tập đoàn điện lực Pháp, đã đề xuất khảo sát để thực hiện dự án điện gió ngoài khơi tại Bà Rịa, Vũng Tàu với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức. Tại sự kiện này, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã ký kết ghi nhớ hợp tác với công ty PNE AG của Đức triển khai dự án điện gió ngoài khơi với tổng vốn hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, để có cái nhìn tổng quan về tiềm năng thách thức trong phát triển năng lượng tái tạo từ biển, mà cụ thể là về điện gió ngoài khơi, Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu. Xin cảm ơn ông nhận lời phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân. Câu hỏi đầu tiên, xin ông cho biết về những cơ hội tiềm năng của Việt Nam trong phát triển điện gió. Tiềm năng về điện năng tái tạo Việt Nam rất lớn. Ngoài ra thì về mặt điện gió ngoài khơi thì theo như Ngân hàng Thế giới đánh giá thì Việt Nam có tiềm năng 600 GW. Đây là tiềm năng kỹ thuật về điện gió ngoài khơi. Cho nên là so với các nước khác trong khu vực, trong vùng thì cái tiềm năng về điện gió ngoài khơi Việt Nam là rất đáng kể và có thể nói là đứng đầu trong khu vực. Như ông vừa chia sẻ, có thể thấy tiềm năng dành cho điện gió ngoài khơi là rất lớn. Vậy để khai thác hiệu quả những cơ hội đó, sẽ có những khó khăn thách thức nào mà các nhà đầu tư có thể gặp phải? Chúng ta có cái cơ chế giá fit cho điện gió trên bờ hiện tại thì đã hết rồi. Và các chính sách tiếp theo cho cả điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi đều chưa có. Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện tại có khoảng hơn 55 đơn xin khảo sát các dự án điện gió ngoài khơi gửi lên bộ với khoảng tổng công suất khoảng 100 GW. Nhưng mà chưa có một cái cơ chế tiêu chuẩn nào để bộ căn cứ để đưa ra khi mà đánh giá các cái đơn xin được khảo sát này. Ngoài ra thì các cái chính sách khác cũng đang rất là khó khăn, như là hợp đồng mua bán điện chúng ta hiện tại là chưa được chấp thuận với các tổ chức định chế tài chính quốc tế, hoặc là chúng ta chưa có một cơ chế cấp phép rõ ràng, hoặc là cái ngành không gian biển hiện tại chưa có cái hệ thống lưới của chúng ta cũng sẽ cần phải nâng cấp. Vậy chúng ta cần phải làm gì hoặc có lộ trình cụ thể ra sao để có thể phát triển nguồn tài nguyên này hiệu quả và bền vững? Một cái dự án điện gió ngoài khơi quy mô nhỏ thôi thì vốn cũng đã phải trên 1 tỷ đô rồi. Nó yêu cầu cái nguồn lực đầu tư rất là lớn. Những cái nhà đầu tư phải rất là hiểu biết về cả kinh nghiệm, cả về năng lực tài chính, cả về con người. Và họ cũng cái chi phí mà họ bỏ ra ban đầu để mà khảo sát các cái dự án đầu tư ban đầu cũng tốn rất là nhiều tiền, đến hàng chục triệu đô la. Cho nên họ cần có một cái niềm tin từ có một cái sự tạo niềm tin từ phía chính phủ bằng cái cam kết rõ ràng về mặt chính sách, về mặt định hướng, về mặt mục tiêu. Thứ hai là các cái chính sách của chúng ta cũng phải phù hợp với cái ngành điện gió ngoài khơi là một ngành mới ở Việt Nam, mà theo như thật ra nó không chỉ là ngành mới Việt Nam, nó còn là ngành mới trên thế giới. Cho nên là thực sự là đưa ra một cái chính sách đúng và có thể phù hợp với cái điều kiện Việt Nam thì nó là một việc nó không dễ dàng. Nhưng mà chúng ta cần phải làm rất là nhanh. Nếu không thì chúng ta sẽ không kịp cái mục tiêu là 7 GW đến năm 2030. Rõ ràng có thể thấy điện gió ngoài khơi sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện cam kết trung hòa carbon vào năm 2050. Vậy theo ông, trước tiên Việt Nam cần làm gì để hiện thực hóa mục tiêu trên cũng như phát triển các lợi thế về năng lượng tái tạo từ biển của Việt Nam? Nhà đầu tư về điện gió và điện gió ngoài khơi lớn nhất trên thế giới và phần lớn trong số họ thì đã có mặt ở Việt Nam. Việt Nam hiện tại đang có điều kiện rất tốt để có thể phát triển cái ngành này và cũng như là đạt đến cái mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Cái việc cấp thiết nhất mà chúng tôi cần thấy đấy là bây giờ phải cấp cho các cái nhà phát triển dự án những cái giấy phép khảo sát các cái dự án điện gió ngoài khơi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên là có một cái lưu ý đấy là khi mà các nhà phát triển họ muốn các cái giấy phép khảo sát này thì họ muốn ở mỗi một khu vực khảo sát là chỉ có một đơn vị phát triển được khảo sát mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là khu vực này đã giao cho doanh nghiệp A nào đấy thì chỉ doanh nghiệp A nào đấy được khảo sát thôi, thì nó sẽ có cái sự đảm bảo hơn cho nhà đầu tư. Đồng thời là từ phía GWEC chúng tôi cũng thấy là cái việc mà cấp nhiều đơn vị, cấp giấy phép khảo sát cho nhiều đơn vị cùng một khu vực nó không mang lại một cái lợi ích nào rõ ràng cho chính phủ cả, mà nó chỉ lãng phí cái nguồn lực xã hội mà thôi. Nhưng mà nhìn từ góc độ chính phủ thì chúng tôi cũng nhận thấy là chính phủ sẽ cần có một cái lộ trình phát triển một cách rõ ràng và có bài bản và có quy hoạch. Cho nên là tôi nghĩ là chính phủ cũng đang rất là ráo riết để có thể thực hiện được cái quy hoạch không gian biển, để có thể định hình được. Và cái không chỉ quy hoạch không gian biển, còn quy hoạch của ngành năng lượng và ngành điện nói chung, để là chúng ta có thể thấy được là cái khu vực nào là phù hợp nhất để phát triển điện gió ngoài khơi. Và các dự án điện gió ngoài khơi nên nằm ở khu vực nào thì là tốt nhất cho cái điều kiện về lưới, cũng như là điều kiện về phụ tải, cũng như là điều kiện phù hợp với cái có nguồn tài nguyên gió tốt nhất để cho các doanh nghiệp phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân. Chuyên trang ô tô Autoblog bình luận: thị trường pin xe điện có thể đạt 340 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.
Các công ty sản xuất pin đang chạy đua về công nghệ để sản xuất các loại pin điện có hiệu suất cao, giá cả hợp lý, thậm chí là có thể tái chế tốt hơn. Mỹ đang có những bước đi mạnh mẽ, các nền kinh tế lớn khác tại châu Âu và châu Á cũng đang rất quyết tâm tăng cường vị thế của mình trong thị trường pin xe điện. Sẽ có một cơ sở lớn để sản xuất lithium cho pin xe điện ngay tại Mỹ. Chúng tôi đã làm điều này từ trước nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Đây sẽ là một cơ sở với quy mô mang tầm thế giới. Nước Mỹ gần như không có mặt trong cuộc đua lithium khi chỉ chiếm hơn 1% tổng sản lượng toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô rất cần nguồn nguyên liệu này ngay tại Mỹ. Với chính sách hỗ trợ mạnh tay của chính phủ Mỹ, ngành sản xuất pin xe điện tại Mỹ đã bước đầu khởi sắc với hàng loạt ông lớn trong ngành sản xuất ô tô rót vốn hàng tỷ đô la đầu tư. Tại Liên minh châu Âu EU, nơi xu hướng xe điện đang phát triển mạnh mẽ, nhiều kế hoạch xây dựng nhà máy pin xe điện đang được đẩy nhanh nhằm tăng cường khả năng tự chủ nguồn cung. Gần 30 siêu nhà máy đã được lên kế hoạch thiết lập trên khắp châu Âu và hướng tới mục tiêu nâng thị phần pin xe điện của khối trên toàn cầu từ mức 6% hiện nay lên 16% vào năm 2029. 5 năm trước, khi đề xuất về việc phát triển xe điện, câu trả lời tôi nhận được là tất cả pin xe điện đều được sản xuất ở châu Á. Giờ thì chúng tôi đã phát triển 3 siêu nhà máy pin xe điện ở Pháp. Trong khi Mỹ và châu Âu đang nỗ lực gia tăng sản lượng nội địa, châu Á vẫn là khu vực chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường pin xe điện. Cả 10 nhà sản xuất hàng đầu hiện nay đều là các công ty châu Á, trong đó các công ty Trung Quốc chiếm tới 56% thị trường nhờ những lợi thế lớn về nguồn cung tài nguyên và khả năng cạnh tranh. Chính phủ Trung Quốc từ lâu cũng đã xác định pin là một ngành công nghiệp chiến lược và thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ ngành này. Trong lĩnh vực xe điện, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các nhà sản xuất Trung Quốc có lợi thế rất lớn. Bởi việc phát triển pin xe điện, các bí quyết và kiến thức về pin tại Trung Quốc đều vượt trội so với các khu vực khác. Hàn Quốc và Nhật Bản, những quốc gia xếp thứ 2 và thứ 3 về thị phần pin xe điện, cũng đang có những động thái nhằm củng cố vị thế của mình. Tập đoàn Toyota mới đây cho biết sẽ đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ tại Nhật Bản và Mỹ để cung cấp pin ô tô điện, trong khi các doanh nghiệp Hàn Quốc như Panasonic cũng đang bắt tay triển khai các dự án quy mô lớn tại Mỹ và Canada. Nhiều quốc gia cũng đặt mục tiêu tham gia thị trường này. Tổng thống Joko Widodo khẳng định, Indonesia đã có các nguồn lực để tạo ra một hệ sinh thái pin xe điện hoàn thiện. Nếu hệ sinh thái này được xây dựng ở Indonesia, vốn đầu tư cũng sẽ rất dồi dào vì trong tương lai, xe máy điện và ô tô điện sẽ thay thế các phương tiện thông thường. Nhìn vào các chính sách đầu tư của chính phủ và doanh nghiệp các nước, có thể thấy triển vọng đối với thị trường pin xe điện là rất khả quan. Sự bùng nổ của thị trường sẽ còn lớn hơn nữa khi tầm quan trọng của xe điện trong nền kinh tế ngày càng được nâng cao. Tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, thậm chí đã ví pin xe điện như một loại dầu mỏ mới đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng của các quốc gia.